Thanh Mai trân trọng đón chào tất cả quý khán giả xa gần đã đến với chương trình Luật pháp và xã hội được thực hiện bởi tổ hợp luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn à, và trước khi mà đi vào chi tiết nội dung của buổi hội luận ngày hôm nay thì Thanh Mai xin gửi đến quý khán giả có hai cái thông báo của đài truyền hình SBTN à, thứ nhất là thông báo thứ nhất là SBTN trân trọng à, giới thiệu hai tác phẩm à, được thực giới thiệu tác phẩm được thực hiện bởi hai dạng là DVD và CD. À, nói về nghệ sĩ và tác phẩm của nhạc sĩ Trúc Giang với chủ đề quê hương và tình yêu à, và quý vị có thể vào trang nhà của SBTN Home Shopping để mua hoặc là quý vị có thể download từ cái bản gốc Digital Edition à, với cái website là SBTNGO.com à, và một cái thông báo thứ hai nữa đó là xin mời quý khán giả ủng hộ một cái live show chương trình ca chương trình là cổ nhạc phương nam vào ngày 26 tháng 6 từ lúc 7 giờ cho đến 10 giờ tối tại đài truyền hình SBTN à, đó là hai cái thông báo à, mà Thanh Mai muốn gửi đến vào đầu chương trình à, và trở lại với à, chương trình à, hội luận luật pháp và xã hội thì hôm nay với sự góp mặt của luật sư Trần Văn Hòa là một vị luật sư à, đảm trách về vấn đề di trú đã À, hợp tác với văn phòng luật sư Đỗ Phủ và anh Tuấn trong rất nhiều năm qua. Và có thắc mắc gì về vấn đề luật pháp, quý vị gọi vào số phone là 714 590 1700. À, xin chào luật sư Trần Văn Hòa. Vâng, à, xin chào quý vị cũng như là Thanh Mai. À, tiện đây tôi cũng thường hay nhắc quý vị là khi chúng tôi đưa ra những cái cập nhật hóa, những cái update mới, những cái luật pháp thì nó với tư cách là một cái sự hiểu biết chung chung thôi thưa quý vị. Bởi vậy quý vị trước khi làm một cái gì thì quý vị nên liên lạc đến những văn phòng luật sư để mình làm một cái chuyện gì bởi vì quý vị biết rồi trong luật pháp một chữ nó thay đổi hoàn toàn câu chuyện à, giống như là người xưa mình hay nói giống như là sai một ly đi một dặm thì cái này cũng như thế đó thưa quý vị bởi vì quý vị cần đến những cái vấn đề về luật pháp thì xin liên lạc đến chúng tôi xin cảm ơn quý vị vâng à, nói tiếp với cái ý hồi nãy thanh mai có nói đó là chương trình cổ nhạc phương nam đó là sẽ được tổ chức tại sân nhà SBTN vào ngày 26 tháng 6 lúc 7 giờ cho đến 10 giờ tối. Thì như vậy là hình như nó có liên quan đến cái tin rằng là giữa tháng 6 này đó Là tiểu bang Cali mình sẽ dỡ bỏ cái lệnh là à, cấm tụ tập đông người Tức là sẽ cho mọi cái sinh hoạt trở lại bình thường à, Điều này nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là à, Chích vaccine và đeo khẩu trang à, Thì Thanh Mai nghĩ là luật sư nên mở rộng vấn đề này một chút xíu à, Về cái vấn đề là chích vaccine và đeo khẩu trang Vâng thưa quý vị cũng như là Thanh Mai Hồi nãy bước vô trong này thì tôi cũng có đeo cái khẩu trang như thế này à, Nhưng mà sau đó thì nói chuyện với cô Thanh Mai Với lại mình cũng biết là cái luật ở đặc biệt là Cali Là giống như là khi mà mình mà đó chích ngừa vaccine xong rồi đó Giống như là Johnson thì một shot một mũi Còn Pfizer với là Moderna chích hai mũi Mà sau đó xong hai tuần đó là coi là mình Là mình gọi là chủng ngừa xong rồi đó Như thế mình không cần phải đeo khẩu trang nữa thưa quý vị và trở lại cái uh, lời hướng dẫn của bên uh, thanh mai đó thì tùy theo mỗi tiểu bang à, tôi nghe nói có một số tiểu bang thì đã dỡ cái luật mà cấm uh, tức là không bắt người ta đeo khẩu trang nữa nhưng mà nếu mà mình vô những cái thương mại những cái tiệm thí dụ những cái costco walmart thí dụ như vậy những cái policy những cái mà, cái uh, luật của cái uh, chợ của người ta người ta bắt mình đeo thì mình cũng nên đeo nhưng nếu không vô tôi nghe nói một số tin tức đưa đến vấn đề tranh cãi rồi cãi với nhau tùm lum tà la hết mà còn riêng bên uh, Cali thì giống như Thanh Mai nói có thể giữa tháng 5 thì cái theo có thể sẽ giữa dở... tháng 6 à xin Dưới lỗi tháng 6. giữa tháng 6 thì dỡ dỡ bỏ cái vấn đề của tiểu bang California mà thôi và hiện nay thì bây giờ mình thấy là thị thường đi những chỗ công cộng như là đi, đi máy bay đi xe buýt xe lửa những cái số subway những cái đó thì vẫn là theo luật của liên bang là vẫn còn phải đeo đó thưa quý vị và tiện đây chúng tôi cũng uh, cũng gọi là năn nỉ mà khuyên quý vị một số người còn không có tin vô cái vấn đề vaccine thì nên đi chích ngừa bởi vì người ta nói là nước Mỹ có khoảng chừng 20% những người cũng không tin vô cái vấn đề mà chích ngừa vaccine chủng ngừa như thế này đó thưa quý vị bởi vậy có một số tiểu bang người ta phải đưa ra những cái phần thưởng Tới mấy triệu đô la, như bên New York hay là cái gì đó à, Thí dụ như mình, mình như Michigan, chích. Michigan yeah, cái giải là có vài triệu đô la bang. Đó, vài tiểu bang, tức là người ta có tức cái là lottery thương... Đúng rồi Mỗi lần mình chích thì mình cho, mình cho mình cái con giấy số <laughs> như thế này Rồi bắt đầu tháng sau người ta quay, trúng số là mình có thể trúng tới cả triệu đô la thưa quý vị Tức là để người ta khuyên mình, không những người ta khuyên mình, người ta năn nỉ mình để mình chích ngừa mà thưa quý vị tôi nghĩ cái đó cũng là một cái điều hay tại đôi khi mình nghĩ nói bây giờ tôi còn trẻ tôi 20 25 30 tôi khỏe làm gì mà vaccine cái virus này cái con virus này nó tấn công tôi được nhưng mà mình nghĩ như vậy là mình nghĩ giống như mình nghĩ cho mình thôi yeah. giống như mình gọi tạm gọi là ích kỷ mình nghĩ cho mình tại vì bản thân mình nó không những là nó dính vô mình nhưng mà khi nó vô mình thì mình khỏe thì nó vặt mình một hai ngày nhưng mà từ mình đó mình mới uh, mang cái con virus đó mình truyền yeah. cho người lớn tuổi hơn Thành ra bởi và đây mới gần đây một hai bữa tôi nói chuyện có một người quen cũng vậy đó à, một người trẻ rồi cái đi chơi đâu đó rồi dính vô cái con virus rồi nó phật một vài ngày không sao mà sau người đó dính cho các bà mẹ rồi, rồi bà này mẹ vô nằm trong nhà thương icu cấp cứu một tháng là đi luôn đó yeah. thành ra mình thấy không mà thành ra mình nghĩ lại cái đó là cái hai chiều không những mình bảo vệ mình mà mình bảo vệ người khác mà đôi khi mình nghĩ mình ích kỷ mà không nghĩ người khác nhưng mà những người xa là không nói làm gì nhiều khi cái con virus đó virus yeah. đó mình mang người thân của mình, yeah, đó mình rồi. mang cha mẹ của mình, ông bà của mình như thế thì nó nó không có công bằng cho những người khác mà mình nói hơi nặng chút xíu tức là như vậy là ích kỷ. Dạ yeah. và nói tiếp theo về vấn đề vaccine đó, thì uh, giữa những người ví dụ như mình ngồi trong một cái nhóm với nhau mà giữa những người mà trong nhóm đó tất cả đều vaccine hết rồi thì không nhất thiết phải đeo mask nữa uh, và đôi khi có một vài nơi uh, khi mình bước vào đó. À, nhất là vấn đề ăn uống chẳng hạn khi mình bước vào đó thì nó nói ok à, không cần đeo mask thì phải trình cho tôi cái thẻ là đã chích rồi thì nó lại xảy ra một cái tệ nạn khác mà mình nghe tưởng chừng như là chuyện như thật như đùa tức là quý vị biết đó là cách nay khoảng chừng 2 tuần hay ba tuần về trước nó có một cái tin đăng trên báo hẳn hoi à, là có một cái nơi đó người ta làm giả cái thẻ chích vaccine và cái thẻ giả đó, đó nó bán khoảng chừng hình như là 20 đến 25 đồng luật sư thấy chuyện thật như đùa. Dạ. Yeah. Bây giờ cái thẻ chích cái thẻ mà chứng nhận chích vaccine đó là còn có cái chuyện giả mạo nữa. Dạ, yeah, thành ra quý vị thấy mình đi <laughs> đi chích vaccine, đi chích chủng ngừa là miễn phí rồi mà không thèm đi chích mà lại bỏ ra hai chục hai mươi đồng mua thẻ làm gì? Tại bây giờ rất là nhiều chỗ rất là dễ có gọi là walk in tại một số người lớn tuổi nói là tôi không biết vô trong mạng vi tính để mà tôi bỏ vào tên tuổi này nọ vô mới hôm qua đây tôi dắt hai đứa con gái vô trong chợ qua mạc, có nghĩa là walk in, mình đi vô cái rồi điền tên tuổi là nó chích ngừa cho mình là xong. Ừ. bởi bây giờ quý vị biết là từ 12 tuổi trở lên là có quyền dùng cái thuốc Pfizer để mà chích ừ. rồi đó thưa quý vị. Yeah. Mà bây giờ thuốc có nghĩa là rất là nhiều, mà giống như nãy tôi vừa mới nhắc đó, không những thế mà một số người không muốn chích bây giờ thuốc nó dư thừa, thành ra người ta phải gọi là bỏ ra cái prize, cái, cái một cái giải thưởng, giải thưởng để dạ. mà cho Tiến người ta khích. đi chích ngừa đó mà tôi đọc cái bài báo bây giờ một số nước ở trên thế giới người ta rất là là người ta rất là giận dữ hoặc là rất là buồn bởi vì đất nước của người ta không có thuốc để mà chích ừ. ở nước Mỹ là dư thừa chích mà không thèm chích đó mà ngay cả những cái nước lớn Âu Châu trên thế giới giống như nước Anh nước Đức gì đó Pháp cũng chưa gọi là đưa chưa được chích hay là Úc cũng vậy, chưa được chích gọi là chích toàn dân yeah. còn ở Mỹ bây giờ có nghĩa là 12 tuổi trở lên là chết thoải mái rồi ừ. đó mà những nước khác là tại nó bởi vậy mình cũng rất là may mắn may mắn sống ở nước mỹ một nước gọi là hùng mạnh giàu có ở nước mỹ mà bây dư thừa mà dư những nước nghèo mà đặc biệt nhìn của bên ấn độ bây giờ là gọi là chết bây giờ là thê thảm ừ. à, chết đủ thứ đó, tại nó một số nước trên thế giới ngay cả cộng đồng người việt mà ở đây cũng vậy đó kêu gọi một cái quỹ để mà đóng góp để giúp yeah. tài trợ cho bên nước ấn độ bây giờ yeah. họ là chết thê thảm luôn thưa quý vị ừ. Rồi bây giờ nói tiếp luôn cái vụ liên quan đến vấn đề vaccine như thế này đó là những người mà người ta đi ra khỏi nước Mỹ và tình hình dịch trong suốt một năm qua thì trước đây đó à, Mỹ thì dịch nhiều quá cho nên là không có chuyến bay bay vô. Bây giờ là nước Mỹ tình trạng dịch bệnh nó đi xuống một cách đáng kể, người ta bắt đầu có những cái đường bay từ từ mở lại. Thì đùng một phát là bên Việt Nam bây giờ đó là dịch bệnh đang tăng dữ dội, thì Việt Nam lại không có chuyến bay bay ra thì những người mà đặc biệt cộng đồng Việt Nam mình thường thường mình về Việt Nam thôi thì bây giờ đó đi ra khỏi Mỹ trước đây mà những người thẻ xanh đó là phải đi dưới 6 tháng. Với tình hình dịch bệnh trong suốt một năm qua thì Thanh Mai nghĩ rằng và Thanh Mai biết rằng đã có rất nhiều trường hợp là người ta à, đi người ta rời khỏi Mỹ hơn 6 tháng rồi. Thì khi người ta trở vào Mỹ như vậy thì nó có những nó phải đặt ra những cái luật để ngoại lệ cho vì dịch bệnh này hay không là luật sư ha. Tại vì mấy nghĩ người Việt mình bị vấn đề này rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị cũng như Thanh Mai, cái, cái, câu hỏi này cũng nhiều người phone đến hỏi cho tôi đó Thì cái luật đó là nó chưa có Nhưng mà một cái nhìn chung chung đó tức là đại khái người ta du di cho mình bởi người ta viết cái vấn đề đại dịch như thế này à, Vì thế tôi vẫn khuyên nó nếu mà thẻ xanh đó là nên đi dưới 6 tháng Còn đi, đi từ 6 tháng đến 1 năm là sẽ có vấn đề Đi trên 1 năm chắc chắn người ta sẽ hỏi mình Mà nếu mà đi trên 2 năm là sẽ mất thẻ xanh thành nó làm đủ mọi cách để mà quay ngược trở lại nước Mỹ thưa quý vị Vâng À, và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại để à, đặt thêm những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú và vaccine nữa xin quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình của chương trình luật pháp và xã hội chúng tôi sẽ trở lại ngay sau vài phút thông tin thương mại.